lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa tức là tu hành tịnh lự ba la mật đa cũng là tu hành tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa tức là tu hành pháp không nội cũng là tu hành pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không bia pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh này thiện hiện nếu đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa tức là tu hành trơn như cũng là tu hành pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh đi xanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ này thiện hiện nếu đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa tức là tu hành thánh đế khổ cũng là tu hành thánh đế tập diệt đạo này thiện hiện nếu đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa tức là tu hành bốn tịnh ngự, cũng là tu hành bốn vô lượng bốn định vô sắc này thiện hiện nếu đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa tức là tu hành tám giải thoát cũng là tu hành tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ này thiện hiện nếu đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa tức là tu hành bốn niệm trụ cũng là tu hành bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo này thiện hiện nếu đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa tức là tu hành pháp môn giải thoát không cũng là tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện này thiện hiện nếu đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa tức là tu hành năm loại mắt cũng là tu hành sáu phép thần thông này thiện hiện nếu đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa tức là tu hành mười lực phật cũng là tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, tức là tu hành pháp không quên mất, cũng là tu hành tánh luôn luôn xả. Này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, tức là tu hành tất cả pháp môn đà la ni, cũng là tu hành tất cả pháp môn tam ma điệu.